Các bác thân mến, ở video clip lần này em sẽ test và quay qua cặp loa Pioneer HPM100 phiên bản dòng 200W theo yêu cầu của một bác khách ở Yên Khánh, Ninh Bình. Bác đã lựa chọn đặt bên cửa hàng của chúng em cặp loa này rồi. Và ở video clip này thì em sẽ thực hiện theo yêu cầu của bác, thì trước khi đóng gói hàng gửi về cho bác thì em sẽ quay và test qua cặp loa này để bác thấy được rõ về tình trạng cũng như về cấu trúc driver của nó hoạt động rất là ok. Vừa rồi thì bên cửa hàng của chúng em về được 3 cặp loa Pioneer HPM100 phiên bản dòng 200W như thế này. Và ngay lập tức được các bác rất là quan tâm và các bác cũng rất là tin tưởng và ủng hộ bên cửa hàng của chúng em. Một cặp đã có một bác khách ở Thái Bình đã lựa chọn. Cặp thứ hai đã có một bác khách ở Hà Giang đã lựa chọn. Và đây là cặp thứ ba về với một bác khách ở Yên Khánh, Ninh Bình. Và trước khi đi vào test âm thì em sẽ quay qua về tình trạng của cặp loa này để bác khách ở Yên Khánh, Ninh Bình thấy được rõ về tình trạng của cặp loa mà bên cửa hàng của chúng em sẽ đóng gói hàng gửi về cho bác. Đây là về toàn bộ cấu trúc driver của cặp loa Pioneer HPM100. Rất quen thuộc rồi, chắc chắn thì em cũng không cần phải nói thì các bác cũng đã rõ về cấu trúc driver của dòng model này. Một bát 30, màng giấy gần vải, một loa trung giấy, một loa chép giấy và một loa siêu chép. Nó sử dụng hai vi tinh chỉnh giúp chúng ta có thể chỉnh mid và chỉnh chép. Một lỗ thông hơi ở phía trước. Về tính, cấu trúc driver của nó thì các bác thấy rất là tuyệt vời rồi. Xung quanh của nó thì đều được bố trí thùng màu vàng, rất là đẹp. Và cặp loa này có trọng lượng khá là nặng. Dòng này thì có trở kháng là 8 ohm và có công suất max là 200W trên một loa và có độ nhạy là 92,5 dB. Ở phía sau thì nó còn nguyên cả tem cờ. Toàn thân được bố trí thùng màu vàng, bác thấy rất là tuyệt vời rồi. Đây là chiếc ở phía bên tay phải này. Còn đây là chiếc ở phía bên tay trái. Tất cả cái gông loa của nó rất là đẹp. Còn đây là ở phía sau. Về tình trạng của nó, các góc cạnh của nó rất là vuông vắn và cang của nó còn rất là đẹp. Đó là về tổng quan về cặp loa Pioneer HPM100 phiên bản 200W về tình trạng của nó ở phía bên ngoài. Còn tất cả cấu trúc driver của nó thì bác cứ yên tâm, đều được bên cửa hàng của chúng em thực hiện chính sách bao zin và bảo hành cho các bác đầy đủ. Tất cả cấu trúc driver của nó đều hoạt động rất là hoàn hảo. Ở video clip này thì em sử dụng một chiếc âm ly thuộc dòng G-Saver của hãng Sansui, đó là dòng model G6000. Đây là mẫu model rất là quen thuộc rồi. Ở trong cái phân khúc tầm tiền thì dòng G-Saver này rất là đáng chơi cho các bác. Ở mặt trước thì nó sử dụng mặt phay nhôm trắng rất là sang trọng, đẹp mắt. Thông thường thì các dòng G-Saver thường thiết kế kiểu phay nhôm trắng như thế này, phay xước. Đấy. Dòng này nó đánh hai cầu, cầu A và cầu B. Bác thấy đây, A, B này. Chế độ chỉnh bass, chép, volume, nút vặn là do đài FM. Ngoài là chiếc âm ly ra thì các bác có thể nghe đài FM rất là tuyệt vời. Dòng này thì các bác có thể dễ dàng phối ghép với rất nhiều các dòng loa khác nhau. Các bác có thể đánh với những loa như Nhật, loa Mỹ, loa Âu rất là tuyệt vời. Chất âm của dòng này rất là trầm, ấm, đầm, nghe âm thanh rất là chi tiết. Dòng này thì nó có công suất là 310W, đấy, có trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Và chiếc âm ly Sansui G6000 này có mức giá là 27 triệu đồng. Đấy, các bác thấy đây là tổng quan mặt mũi của nó ở phía trước. Xung quanh của nó thì được bố trí bọc bằng vỏ gỗ, đấy, vỏ gỗ nguyên bản. Ở phía trên thì em sử dụng nguồn phát, đó là chiếc đầu CD Denon 1500RE. Đây là chiếc đầu rất là thuận tiện cho các bác trong việc sử dụng khai thác chiếc đầu này. Thứ nhất, nó chạy đĩa CD. Đấy, các bác biết rồi. Đối với tất cả các nguồn phát thì chúng ta sử dụng đĩa CD thì nó đem lại chất lượng âm thanh cực kỳ là chi tiết. Thứ hai, nó lại chạy USB. Các bác có thể cóp nhạc vào USB và các bác cắm vào đây. Chúng ta chọn chế độ ra USB là chúng ta mở thôi. Và một điểm tuyệt vời nữa thì nó có tính năng giải mã DAC. Đấy, các bác thấy rất là tuyệt vời rồi. Việc chúng ta sử dụng CD, khi chúng ta không nghe CD nữa thì chúng ta có thể sử dụng bộ giải mã DAC của nó. Khi chúng ta mở nhạc từ trên mạng xuống, ví dụ như chúng ta có thể mở từ TV. Đấy, chúng ta có thể sử dụng đường quang của TV chúng ta cắm vào chiếc đầu này. Chúng ta sử dụng bộ giải mã DAC của nó thì nó làm cho âm thanh sẽ sạch sẽ hơn, chi tiết hơn và bóc tách các giải âm hơn. Như vậy thì các bác thấy một chiếc đầu như thế này rất là thuận tiện cho các bác trong việc khai thác sử dụng những chiếc đầu như thế này. Và giá cho chiếc đầu Denon 1500RE này có mức giá là 20 triệu 500 nghìn đồng. Và sau đây thì em sẽ đi vào
test âm một đoạn để bác khách ở Yên Khánh, Ninh Bình thấy được cặp loa của bác hoạt động rất là ok. Và sau đó thì em sẽ tạm dừng video clip để chuyển sang khâu vệ sinh lại hàng và sẽ đóng gói hàng gửi về cho bác sớm trong ngày hôm nay. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì cứ alo cho bên cửa hàng của chúng em qua hai số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh đây. Sông Hương bên ngự để nhìn trăng soi cuối thu, gặp anh em lại thương anh nhiều hơn, ngày đêm lo dự giáng sơn vẹn toàn, dù sương gió gây bão phủ đã có em đây sẵn sàng lại gần sưởi ấm tim anh. Nơi đây